Thương Dừa, ông trùm thách thức danh hài bị nhắn tin chửi bới khi chưa kịp gửi quà giúp người nghèo. Khương Dừa được mệnh danh là ông trùm game show khi là người chịu trách nhiệm nội dung các chương trình ở Điền Quân, đứng sau hàng loạt show đình đám như Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai. Trong thời gian bị ảnh hưởng vì những diễn biến căng thẳng của dịch bệnh, Khương Dừa cùng với Điền Quân phải ngừng các hoạt động sản xuất chương trình. Tuy vậy, trong suốt thời gian vừa qua, Khương Dừa vẫn vô cùng vất vả khi đã cùng bà con trong xóm chuẩn bị các nhu yếu phẩm để gửi cho người dân ở khu phong tỏa với sự giúp sức của các mạnh thường quân. Vất vả và không quản ngại nguy hiểm là thế, nhưng công việc từ thiện của Khương Dừa vẫn bị dân tình dị nghị, thậm chí còn bị một số chửi rủa. Mới đây, kênh YouTube của đạo diễn Khương Dừa đăng tải đoạn clip anh cùng những người dân trong xóm trọ của mình chuẩn bị lương thực để trao quà cho người dân quận Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Khương Dừa cho hay, ngày 20 tháng 9 là ngày cuối cùng anh đồng hành cùng các mạnh thường quân hỗ trợ cho bà con khó khăn. Sau đó, công tác từ thiện này sẽ tạm ngưng do quỹ hết kinh phí. Bắt đầu làm từ ngày 11 tháng 7 tính đến ngày cuối cùng là 2 tháng 20 ngày, ngày cao điểm trao 700-800 phần quà cho người dân. Dịch kéo dài quá nên quý mạnh thường quân đồng hành với tôi cũng hết điều kiện rồi, bà con cô bác thông cảm nha. Hôm qua tôi đi trao quà thấy rất nhiều bà con khó khăn cần sự hỗ trợ. Tôi chia sẻ, đây là ngày cuối cùng trao quà nên họ hơi buồn, nhưng biết sao giờ, chỉ cầu mong dịch hết để mọi người đi làm lại. Xóm tôi làm công việc này cũng quen rồi, để mọi người ở không thì buồn lắm, nên cho mọi người làm cho vui. Từ hôm qua tôi báo phải ngưng, mọi người hơi buồn, nhưng đến 30 tháng 9 hết giãn cách rồi, bà con phải đi làm lại để có thu nhập, chứ như thế này cũng không phải cách. Mình chỉ giúp được một số người chứ đâu giúp được hết, Khương Dừa nói. Đáng chú ý, nam đạo diễn cũng tâm sự, những ngày qua số điện thoại của người thân anh bị đăng vào một group trên mạng và rất nhiều người nhắn tin gọi điện xin trợ giúp. Mỗi ngày lên tới 2.000 tin nhắn nên không thể trả lời được hết, vì thế có nhiều người nhắn tin chửi bới anh. Đứng trước việc này, Khương Dừa thẳng thắn nói, có những bạn tôi thấy nóng tính quá, nhiều khi nhắn gọi nhờ giúp đỡ không được thì các bạn chửi, tôi nghĩ như vậy không hay lắm. Cũng may tôi chưa giúp các bạn, chứ tôi gửi quà cho các bạn rồi các bạn cũng vẫn chửi. Mình cư xử cho văn minh lịch sự chút. Tôi nói ngay từ đầu rồi, mỗi ngày tôi cập nhật quỹ với bà con, quỹ cũng không có nhiều, ngày 200-300 phần quà thôi, ai may mắn có duyên thì nhận được. Sau đó anh công khai những mạnh thường quân ủng hộ cho quỹ, số tiền còn lại là 27 triệu đồng. Khương Dừa ước tính sẽ mua thêm khoảng 200 kg thịt heo và góp thêm chút tiền mua thêm gạo, trứng để tặng nốt quà cho bà con, kết thúc đợt từ thiện này. Anh tâm sự khó khăn khi phải dừng công tác từ thiện. Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ làm 3-4 tháng như vậy. Nhiều bà con khó khăn hơn tôi, nghĩ làm không có tiền mà còn chi tiêu đủ thứ nên rất khó khăn. Cách duy nhất là hết dịch để đi làm lại, chứ mọi người ủng hộ cũng đuối lắm rồi. 4 tháng mạnh thường quân cũng giúp hết cỡ rồi. Nam đạo diễn trò chuyện và chuẩn bị đồ cùng bà con trong xóm trọ. Nhiều người đã đồng hành cùng anh suốt 80 ngày qua, bỏ công sức thời gian và tiền bạc dù cuộc sống còn khó khăn. Anh cũng mong muốn sớm hết dịch, đi làm trở lại để có tiền ủng hộ bà con trong dịp lễ Tết sắp tới. Đạo diễn Khương Dừa, tên thật Trần Thế Khương, sinh năm 1984. Anh là phó giám đốc Điền Quân, đơn vị sản xuất hàng loạt chương trình đình đám trên truyền hình. Ngoài ra, Khương Dừa còn sở hữu kênh YouTube hơn 4,2 triệu người theo dõi, thường xuyên chia sẻ những đoạn clip về cuộc sống đời thường bình dân gần gũi với bà con. Trong giai đoạn giãn cách xã hội, gia đình Khương Dừa còn có một dãy nhà trọ gồm 10 phòng, nhưng bố mẹ vợ anh đã miễn toàn bộ tiền thuê trọ cho những hộ gia đình đang sống ở đó. Hơn 3 tháng nay, Khương Dừa đều đặn cập nhật việc từ thiện giúp đỡ người dân.